Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi ngang qua biên giới Samaria và Galilea. Lúc người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đánh sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ gì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kể rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bà chị em thân mến, mỗi ngày có 2 thiên thần từ trời xuống để collect, để thu thập tất cả những lời cầu nguyện của người ta để mang về trời. Một thiên thần thì nhận những lời cầu xin, còn thiên thần kia thì nhận những lời cảm ơn. Và ngày nào cũng vậy, vào cuối một ngày, thiên thần mà nhận những lời cầu xin, cái bao nặng chịu, nặng cả cái cánh, không bay lên nổi. Còn vị thiên thần mà nhận cái lời cảm ơn thì cái bao nhẹ bâng à, bay cái vèo lên trời luôn. Còn thiên thần kia thì mất rất là nhiều thời gian mới bay lên nổi. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, quý bà chị em, khi gặp những khó khăn thử thách, chúng ta thường chạy đến Chúa để cầu xin rất là nhiều. Xin thì nhiều mà cảm ơn thì ít. Xin được thi đậu, xin được đoàn tụ gia đình, xin được có công ăn việc làm, xin được hết bệnh, khỏi bệnh. Chúng ta xin nhiều và khi được rồi thì mở tiệc ăn mừng mà quên đi cảm ơn Chúa. Và trong bài phong ngày hôm nay chúng ta thấy 10 người phong cùi. Chúng ta biết người phong cùi là cái người mà cái thời đây cách 2000 năm rất là dễ bị lây bệnh. Cho nên người nào bị bệnh ấy, là phải rời gia đình, sống trong cái làng riêng và đi đâu phải lắc cái chuông để cho người ta biết rằng đừng có đến gần mình, rất là dễ bị lây, thì đó không có thuốc chữa. Cho nên khi mà 10 người phong cùi này gặp Chúa Giêsu và họ nói đây là cái cơ hội và họ xin Chúa Giêsu chữa cho họ và Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Nhưng mà để mà trở lại cảm ơn Chúa chỉ có một người duy nhất, mà người đó là người ngoại đạo, người xứ Samaria. Cái người đó, người Do Thái, rất là khinh bỉ, coi thường những người đó, là coi rất là thường họ, bởi vì họ không có đời sống luân lý đạo đức. Nên người Do Thái nghĩ rằng chỉ có họ là người con của Chúa thôi, còn những người khác họ không chấp nhận. Và Chúa ngạc nhiên là chính cái người ngoại đạo này lại trở lại cảm ơn Chúa, còn 9 người Do Thái thì không có trở lại. Anh người ngoại đạo này, anh đấy là sấp mình trước mặt Chúa và anh cảm ơn Chúa. Và Chúa hỏi cái người ngoại đạo này: Còn 9 người kia đâu? Sao không thấy đến để mà cảm ơn Chúa? Cái câu hỏi của Chúa bao gồm cái sự thất vọng và buồn. Tại sao họ không đến trở lại để cảm ơn Chúa? Và Chúa nói là lòng tin của con đã cứu chữa con. Và Chúa chữa cho anh ta một lần nữa trong cái tâm hồn của anh ta. Thì thưa quý bà chị em, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có lẽ để mà cảm ơn một người nào đó đòi hỏi chúng ta cái điều đầu tiên là phải nhận ra được đó là cái ơn mới được. Nhận ra là cái ơn để chúng ta mới cảm ơn người đó. Một cụ già bị Covid nằm trong bệnh viện 10 ngày
sau khi khỏi bệnh, cầm cái bill trong tay 10.000 đô và ông cụ đã khóc. Người y tá nói là số tiền lớn quá phải không ông? Chứ ông không có tiền trả vào mà cũng không. Tôi khóc bởi vì 70 năm trời tôi hít thở không khí của Chúa cho tôi mà Chúa không có trả tôi đồng nào hết, miễn phí. Trong khi tôi nằm đây 10 ngày, tôi cần oxy để thở, tôi bị phải đóng 10.000 đô. Trong khi cả cuộc đời của tôi, Chúa chả bao giờ đòi hỏi tôi điều gì. Sáng đang ngủ dậy, có không khí để thở. Mà tôi, từ trước giờ tôi không có nhận ra. Tôi không nhận ra đó là hồng ân, là ơn mà Chúa ban cho tôi. Có những người nói là khi mà cha biết, khi mà một người bị bệnh mù, họ không nhận ra ánh sáng, họ thấy ánh sáng cần thiết như thế nào. Chúng ta mở mắt dậy có ánh sáng. Hôm nào mà cúp điện, cúp nước, không có nước để tắm, không có nước để uống, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Mà biết bao mỗi ngày chúng ta có nước để uống, ánh sáng để chúng ta nhìn thấy. Chúng ta phải nhận ra đó là những cái hồng ân, những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta nên chọn ra một cái ơn gì đó để mà cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay con lái xe xém nó bị tai nạn. Mỗi ngày chúng ta chọn một cái ơn để chúng ta cảm ơn quý bà cha. Và chúng ta thấy có hai hình thức để cảm ơn. Cảm ơn tiêu cực và cảm ơn tích cực. Cảm ơn tiêu cực là gì? Viết một cái check tiền bỏ vào phong bì. Xin cha làm cho con một lễ tạ ơn. Còn cái ơn tích cực là gì quý bà cha? Là sử dụng những cái ơn lành, những hồng ân Chúa ban cho chúng ta, để dùng cái ơn đó để phục vụ anh chị em của mình. Sự sống, tài năng, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tất cả những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta biết sử dụng những cái đó để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của chúng ta. Không gì buồn bằng khi mình tặng cho một người đó một món quà, một người đó cất vào trong tủ không có xài. Mà nếu chúng ta lấy ra chúng ta xài, thì cái người tặng quà người ta mới cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Chúa cũng vậy quý bà chị em. Chúa tặng cho mỗi người chúng ta những cái nén bạc. Chúng ta phải biết sử dụng những nén bạc đó để làm giàu cho Chúa. Để ngày mà chúng ta chết ra trước mặt Chúa, Chúa hỏi chúng ta, những cái quà tặng ta ban cho con đã sử dụng nó như thế nào? Những cái hồng ân ta ban cho con, chúng ta phải biết cảm ơn Chúa vì những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng, trước hết anh chị em hãy có cái tâm tình tạ ơn, vì biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng ta. Thánh lễ, tiếng Mỹ nó gọi là Eucharist, tức là tạ ơn. Ngay cả Đức Mẹ cũng nói là cảm ơn Chúa vì những gì mà Chúa đã làm trên cuộc đời của mẹ, những bao nhiêu việc lạ lùng Chúa đã làm. Người chồng đi làm về thấy mâm cơm, đồ ăn sẵn sàng, cơm nước đầy đủ, con cái nhà cửa ngăn nắp. Người chồng nhận ra rằng cái này là vợ mình đã làm cho mình, và cảm ơn em đã lo cho gia đình. Người vợ sẽ nói với người chồng, cảm ơn anh đã đi làm để lo cho con cái, lo cho gia đình. Con cái cảm ơn bố mẹ, nếu không có bố mẹ con không có ngày hôm nay. Con cảm ơn bố mẹ. Và học trò cảm ơn thầy cô giáo, ông cha xứ cảm ơn giáo dân. Bởi vì nếu giáo dân không đóng tiền ủng hộ giúp giáo xứ sẽ không có được tồn tại được. Chúng ta phải cảm ơn nhau. Chúng ta cảm ơn vì những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Người ta nói rằng có hai điều quan trọng. Trước tiên là hãy cảm ơn Chúa những gì Chúa đang ban cho chúng ta, và đừng so sánh với những người khác. Hạnh phúc là gì? Nhận ra những gì mình đang có. Còn những cái mà chúng ta ước ao, tại sao người ta có được mà mình không có được, cảm thấy rất buồn bã. Hãy cảm ơn Chúa những gì chúng ta đang có bây giờ. Và điều thứ hai, hãy tạ ơn Chúa những gì chúng ta đang có bây giờ, và thấy rằng chúng ta còn may mắn hơn rất là nhiều người. Một cặp vợ chồng than rằng khổ quá, phải lo cho con cái, phải đưa nó đi học, phải dạy nó đi học đàn, rồi phải làm đủ chuyện. Một cặp vợ chồng khác, chúng tôi không có con, chúng tôi thấy anh chị than có con mệt quá, tôi thèm được cái sự mệt của anh chị. Tôi muốn có đứa con để tôi lo cho nó, thức đêm, thức khuya, đưa con đi học. Đó là cái hồng phúc, cái ơn mà tôi ước ao được như vậy mà không được. Anh chị có con mà anh chị than vãn là lo lắng mệt mỏi quá.
Nhiều khi chúng ta có mà chúng ta không nhận ra được. Chúng ta cảm ơn Chúa, quý bà chị em. Và tiện đây tôi đọc cho ông bà chị em một cái lời cầu nguyện cảm ơn mà tôi thấy rất là hay. Con tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban cho con, những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ những gì Chúa ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa cương quyết không ban cho con, bởi những điều đó có hại cho con, hay vì Chúa muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu của Chúa, dù con không biết hết những gì Chúa làm cho đời con. Amen.